trong những năm tháng qua, các anh chị em đã dành nhiều thời giờ tâm sức để theo học lời Chúa tại Viện Thần học Phúc Âm. Viện cũng đã hết lòng trang bị cho các anh chị em. Hôm nay, anh chị em đã hoàn tất được một giai đoạn trong tiến trình học hỏi của mình. Việc học không dừng lại ở đây, ở chứng chỉ hay văn bằng nhận được, mà cần phải được tiếp tục suốt đời, học lý thuyết, học thực hành, học bằng kinh nghiệm riêng tư tham gia với Chúa, học bằng phục vụ, học bằng mồ hôi và nước mắt. Anh chị em yêu dấu, các anh chị em có hứa nguyện học để trang bị sự phục vụ, tìm kiếm Chúa, nuôi dưỡng chính mình bằng lời của Đức Chúa Trời, bước đi trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh mỗi ngày không? Sau khi cô hỏi, cô sẽ dừng lại trong một nhịp, các em sẽ một nhịp, cái nữa là cô nói là không, các anh chị có hứa nguyện không? Thì các anh chị ghi đếm trong là một, là tất cả các đầu nha. Cô xin đọc lại chữ đó.